练的声带。你透。Điều mà mình không thích ở cái ga này, cả cái ga trước cũng thế, đó là không tìm thấy thùng rác. Vứt ở đâu bây giờ? À, đây là ga Đài Trung rồi. Đấy, bây giờ sẽ đi về khách sạn nha. Chân nha, để ý chân. Dọc đường này nó trồng cây hay nhỉ, hơi giống hoa giấy nhưng mà không đẹp anh nhỉ? Lá lại hơi giống bằng lăng. Đây là bằng lăng Đài Loan không? Bằng lăng Đài Loan. Bằng gì cơ? Bằng gì? Đây là bằng lăng Đài Loan. Và có một điểm là không hiểu sao chứ biển số xe máy đây to khủng khiếp. Taiwan Connection. Thế thì gần đến rồi. Ừ, xinh thế. Đây là ga đấy chứ. Đẹp quá. Vì quá mải làm một vlogger nên là đã quên hai vali. Ngay đây có hai cụ đang đánh cờ. Mặt mũi trông rất khát máu. Trông như ở trên bờ hồ ấy. 生小孩的时候 Cuối cùng mình đã mò được đến chỗ ăn rồi. Thế là sao? Chọn món trước khi vào à? Yes. Chúng tôi đã được dẫn vào bàn rồi. Xem người chị của chúng tôi chuẩn bị gọi món nhá. Anh à, tiếng Anh. Rồi, thằng này đã từ chối chị rồi. Không biết vì sao nó từ chối chị. String bean. À. Là sườn thơm ngọt. Xin giới thiệu mọi người, đây là món mứt sườn. Đó, sáng nó ngọt. Rất ngọt. Nó đấy. Không phải là khá đâu mà là rất đấy. Đấy. Mà nó lại còn lạnh, nó không phải là nóng nhá. Nào ăn mứt nào. Ôi, món này trông nhưng mà đây đấy. Món này mới là nổi tiếng ở đây này. À. Răng đấm chắc cổ. Trên tay của chị Phương là cơm rang đấm gì, đấm gì? Chắc cổ. Ừ, món này rất ngon. Đây là trứng mại. Nào, đây là trứng mại. Ngon nhỉ? Chấm rồi, trông rất ngon rồi. À, mồm có ngon không đâu. Ui, ui, sướng quá, không kiềm chế được. À, nóng à? Nhưng có ngon không? Nhưng có ngon không? Hay nóng quá không biết ngon hay không?
Ăn không? À, thế cái gì nhỉ? Em bảo nó là cái gì? Chợ đêm gì? Giáp. Phụng Giáp à? À, đây là chợ đêm Phụng Giáp nhá. Ra là thời tiết đang hơi nóng. Nhưng mà thì mình thấy cái khăn này đẹp quá nên mình đeo. Ok. Đây, minh chứng là các bạn có thể nhìn xung quanh có rất nhiều người mà cộc tay nhá. Và bà này là bà ấy đang đóng một bộ gọi là áo lông, khăn là quàng cổ lông luôn. À, vừa mua được này phải diện luôn. Còn đây con mà nó cứ hét hét lên. Đừng phá nhà người ta em. Chúng tôi sẽ ăn cái này. Nó là một hàng steak trông khá là căng thẳng. Ngon không hiếp? Nhỡ không phải bẹt tàu. Không nhỡ đâu. Chị trai thay đổi đúng không? Nếu mà nhỡ thì đổi. Để vợ tôi. Con selfie à? Ừ. Không cho xem thì thôi. Mỗi bên một chai trà. Bây giờ là chờ xe. Tôi đã thuê một cái xe để có thể đi lên A Lý Sơn. Món cơm có chút trình dị. À, đây là cơm phô mai xúc xích. Nguội xúc xích. Không hiểu lắm. Mỗi một người say xe và chuẩn bị đi đường núi thì đây là lần đầu tiên thành bản thân ở chỗ ngồi. Núi này không biết có phải để nôn không. À, đây là A Lý Sơn. Tôi mới dừng ở đây. Đây là cái điểm tập kết để đi tiếp với chuyến Lý Sơn. Quảng cáo Lý Sơn này. Let's go. Thank you. Quá đẹp luôn. Chúng tôi vừa nói chuyện với cả một người hướng dẫn viên du lịch người Việt. Tôi không hiểu vì sao anh đã quay ở đoạn đấy. Chán lắm em ạ. Ôi, mọi người nhìn cây thần này rất lớn. Ô duyên lắm ấy. Thật. Vợ tôi đang đi theo em mèo kia và bỏ chồng ở lại. Tôi đến rồi. Sao còn nắng ấy. Vợ ơi. Đẹp không? Sẽ đi xuống để đi đâu nhỉ? Về. Đi về gần khách sạn. Tối nay chúng ta sẽ quay lại khu mua sắm.